Đây là cái hình ảnh mà ở trên xa lai họ chụp xuống ở bên California vào một năm trước nó nhìn như vậy. Đây là cái hình chụp của ngày hôm qua thì nhìn thấy nó như vậy. And this is just a look at how many fires are burning across the West right now. Trong bản đồ mọi người đang nhìn thấy đó là cái số mà hiện tại ngay bây giờ đang bị cháy ở nằm hướng tây ở nước Mỹ, những tiểu bang đó là những cái đốm 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 đó là những cái đốm đang bị cháy ngay bây giờ. Ít nhất hiện tại ngay bây giờ là có 33 người đã bị chết chuyện bị cháy rừng này và ông Tổng thống Donald Trump sẽ tới Sacramento. Oregon, and và hiện tại ngày hôm nay bên Oregon đó thì cái chỗ bị cháy rất là nhiều, người ta phải di tản rất là nhiều. Hiện tại ngay bây giờ nó đang cháy càng nhiều thêm nữa. Like và nhiều chỗ nó phật lửa cháy lên nó giống vậy nè, giống như đây là đợt vậy. Đó. A million acres burned, 16 active fires, Hiện tại ngay bây giờ là ở bên Oregon thì khoảng chừng 1 triệu mẫu đất đang bị cháy và có khoảng chừng 16 chỗ cháy khác nhau ở bên đó. Ít nhất là có 10 người chết. Có nhiều cái thành phố này kia ở bên đó nó cháy thành cho luôn, không có còn nhìn thấy nữa. Và người ta đi kiếm những cái gia đình này kia chết trong cái lửa này rất là nhiều. Và ngay bây giờ cũng về cái chuyện mà di tản từ ở Oregon qua những tiểu bang khác thì vẫn tiếp tục. Và có nhiều người họ ở ngay chỗ parking lot luôn, ngủ ở ngay chỗ parking đó. Tại vì không có còn chỗ nào để đi nữa cả. Hotel cũng full luôn đó, ở xung quanh chỗ này. It feels like Armageddon. theo cái cô đó cổ nói cổ bị trường hợp này như vậy thì cổ giống như hết biết đường luôn cổ bị tê liệt luôn à, ngay bây giờ giống như mà ngài tận thế gì đó à, ở bên đây thì nó không còn chỗ nào để đi và cái gia đình của cô này thì nói cho biết là đã cháy hết trơn rồi và cổ cũng nói hiện tại như bây giờ tôi không biết đi đâu và không biết làm gì kế tiếp We just left. và họ chỉ bỏ chạy khỏi chỗ đó thôi chứ giờ cũng không biết làm sao nữa cô này là người mẹ độc thân có ba đứa con hiện tại bây giờ đang ở trong hotel ở chỗ này à cái thao của cổ, cái thành phố của cổ ở thì nó bị cháy hoàn toàn. Ngay cái nhà của cổ thì nó biến mất luôn, nó không còn nhìn thấy nữa đây là người con của cổ thì rất là khó khăn không hiểu lý do tại sao chuyện gì xảy ra vậy không biết. Đây là đứa nhỏ nói là tôi cảm giác buồn và rất là sợ. Và đứa nhỏ nói, uh, ngay bây giờ là cảm giác sợ như vậy, tại vì uh, có lẽ là sẽ mất nhà cửa đó, không còn chỗ ở nữa. Và ở bên California cũng vậy, uh, gần cả ngàn người trở lên bị mất nhà cửa. Cái đó hồi nãy họ chiếu là ở bên Oregon. À, ở nằm về hướng North, nó kêu bằng North Complex Fire. Ở ngay đó thì chữa lửa đã kiếm được ba cái xác người chết ở đó. Và ở bên California thì có 25% là họ ngay cái chỗ khu này thôi Thì họ kêu bằng chặn lửa được và yeah, Firefighter chữa lửa họ cũng nói cho biết là ngay bây giờ họ làm được những gì họ có thể làm. Họ chặn được như vậy nhưng mà nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và <laughs> yeah, đây là dọc ở ngay chỗ highway thì họ xịt nước. Họ sợ là tối nay nó sẽ bốc lửa cháy nhiều thêm nữa đó. Và the the so fears... yeah, họ nói cho biết là những cái chỗ front line rồi những cái chỗ gần đó thôi thì uh, cũng bị ảnh hưởng về chuyện này tại vì uh, khói nó kia đầy trời chân. Chất... The San Francisco 49ers would have to cancel their season opener. Vào for... cái mùa này là San Francisco 49 là đội football đó thì họ có lẽ là phải cancel chơi uh, thể thao vào cái mùa này. Peterson and Leslie Porteous, this has been a two year trauma. Cô này thì bị liên tiếp như vậy, gia đình của cổ là đã bị 2 năm rồi, bị hồi bị cháy rừng hồi trước tới giờ đó. 2018, the couple lost their home to the Paradise Fire. Cô đó với chồng của cổ uh, vào 2018, lúc đó thì bị cháy rừng ở ngay chỗ Paradise thì cháy hết hoàn toàn, tới giờ bị thêm nữa và cổ đã trở thành homeless người vô gia cư tới bây giờ. và sau khi đó thì cổ ở ngay cái chỗ camp Brown đó, cái chỗ camping gần ở chỗ nhà của cổ thôi. tới ngày hôm nay thì lửa cháy tới, cảnh sát đã lợi kêu phải rời khỏi nữa. cho nên ngay bây giờ ở ngay cái parking xe. ngay bây giờ khói rất là nhiều và cổ nói cổ rất là cần sự giúp đỡ. Và hiện tại ngày hôm nay tính ở trên nước Mỹ Đây là mới bắt đầu thôi vào cái mùa trái rừng Ngay bây giờ vẫn còn 4 tháng nữa ở bên Oregon hồi tuần rồi thôi thì cái số uống mà đất này kia bị cháy đó là khoảng chừng một miếu mẫu đất đã bị cháy rồi và cái mùa này đó uh, ngay bây giờ đang bị khô khan cho nên nó bị ảnh hưởng rất là lớn về cái chuyện cháy bên đây và ngày hôm nay thì họ cũng đang tìm những cái người bị mất tích trong cái chuyện cháy này hiện tại ngày hôm nay bên LA thì họ tuyên bố là đang bị thay đổi ở trong địa cầu của mình thì nó ảnh hưởng rất là lớn cho nên làm khô khan này kia xảy ra bên đó và dễ bị cháy Death toll climbs to at least 33 from the dozens of wildfires burning out of control from California. California to Washington. In hard Oregon, a temporary break in the weather allowing search and rescue crews to use cadaver dogs. Và ngày hôm nay thì cái nhiệt độ tốt một chút xíu ở bên Oregon thì chữa lửa đang coi để giúp đỡ gì chuyện này. Ở đây là cái thành phố nhỏ ở Phoenix ở bên Oregon. Phoenix này là ở Oregon chứ không phải ở bên Arizona ha. Đây là bên đây thì họ nói cho biết là cái thao này nó bị cháy hoàn toàn đó. Có 7-800 căn nhà gì trong này cháy hết đó những giống như mobile home vậy đó cái RV park này thì cô này với con cậu ở đây ngay bây giờ nó cháy hết trơn rồi không còn gì hết trơn á What do you find? Nothing. This is the only... đài hỏi cổ là bây giờ trở lại có nhìn thấy được gì hay không ở trong cái đám cháy này Cậu nó không còn thấy gì hết trơn á. nó nhìn vậy thôi đó What did he say? He said we're going to make it through. Statewide, more than a million acres have burned and left 10 dead. Yeah, ở chỗ này thì họ nói rất là nhiều đất này kia bị cháy và ở đây thì có 10, 10 người đã bị chết. Đây là bà thống đốc của bên Oregon, bà nói cho biết về chuyện này. Who are on some level of và so these... yeah, bà nói hiện tại như bây giờ có một mớ người dân của Oregon đang di tản nhiều chỗ khác nhau đó. In State, battle... Còn đây là bên Washington State đó, thì hiện tại ngay bây giờ đó, bên Washington thì có 9 cái chỗ bị cháy và một người chết. <cười> <cười> và yeah, ngày hôm nay thì cả luôn ông governor của bên Washington State, ông nói đây là cái lửa phập cháy còn liên tục ở bên đây đang. Was và yeah, ông nói giống như rất là nhiều người bị cháy nhà, hư hại này kia không còn nhà ở nhiều lắm. California. There are still at least 13 people missing. Hiện tại bên California thì họ báo cho biết là có 13 người hiện tại đang bị mất tích và khoảng chừng 3 trăm ngàn mẫu đất đang bị cháy ngay bây giờ. Cái ổ này nó tên là North Complex uh, fire tại vì bên California có nhiều chỗ nó chia ra nhiều tên á. There's not much left of the town of Berry Creek. Cái tổ, cái thao mà tên là Berry Creek ở bên California thì nó nhìn vậy đó, nên nó không còn gì nhiều nữa chứ. I cried, I cried for a long time. The 29 major fires in California are filling the skies with hazardous air. Ở bên California có 29 cái vụ trái khác nhau hiện tại như bây giờ thì nó làm cho trên bầu trời nó biến trở thành khói bụi rất là nhiều. As firefighters and homeowners prepare for another night of threatening high wind, And new evacuations. Và cũng thêm nữa, tối ngày hôm nay thì nó có chuyện là bị gió mạnh ở bên Cali nữa Và nhiều nhà sẽ đang bị đe dọa, có thể bị cháy tới cho nên người ta đang kiếm cách rời khỏi Và ngay bây giờ đó, lửa cháy thì vẫn còn tiếp tục cháy, nhà cửa thì hư hại rất là nhiều vào evacuation... bữa chủ nhật mới vừa qua, cảnh sát đã chạy vòng vòng nhiều khu khác nhau gần cái chỗ bị cháy, họ kêu gọi mọi người phải rời khỏi tại đang lo ngại bị cháy tới chỗ đó. đây là nằm về hướng tây bắc ở Los Angeles, đó, LA đó, thì chỗ này tên Bobcat Fire, thì họ kêu người ta rời khỏi. Có nhiều khu nhà bị cháy mất hết, nhìn không còn thấy nữa đó. Từ Seattle, San Francisco, Los Angeles and Portland, tới Portland, uh, khói nhiều quá, nó làm cho bị toxic luôn đó, nó bị uh, giống như khói độc gì đó. spreading unhealthy air conditions from Canada to Southern California từ Canada cho tới uh, California đều bị ảnh hưởng về cái chuyện mà cái khối không tốt này. Cô này, cô Lisa, cô ở Pasadena khoảng chừng 40 năm rồi và yeah, cổ nói lần này là nó tồi tệ nhất cũ uh, chưa từng thấy. Again, in week, people, including... ở nhiều khu khác nhau đó thì họ nói giống như trái cháy rất là nhiều khoảng chừng ở acre một triệu mẫu đất cháy trong vòng một tuần. và and... yeah, đây là cái uh, người uh, bà uh, và đứa cháu cũng bị cháy về chuyện này. He này là người em, người cô của đứa nhỏ đó nói đứa nhỏ đó rất là dễ thương uh, đã bị chết về chuyện này đó. As... À, cái đó là người ba của đứa nhỏ Uh, đã rời khỏi nhà trong lúc đó rời khỏi để đi mua cái máy uh, chạy điện đó để đem về. Lúc đó thì ổng uh, chạy trở về thì nhà lửa phật cháy cháy luôn má của ổng luôn thì giống như ổng máy điện thì chưa mua được mà nhiều người trong nhà thì chết queo well rồi. Và are... dạ, hiện tại ngay bây giờ cái lửa cháy rất là nhiều lớn ở bên Oregon. Hiện tại bây giờ nó đã cháy hết 6 thành phố bên đó rồi. Nó trở thành vậy nè, thành phố nhỏ nhỏ là nó biến thành vậy hết á. Dạ, ngay bây giờ họ nó họ cũng đang lo ngại có nhiều chỗ nó có thể bị cháy kế tiếp rồi khối này kia hiện tại ngay bây giờ bên California, Los Angeles rồi San Francisco này nọ đó đang report báo cho biết là ở bên đây đang bị khói rất là tồi tệ bên đó cái air pollution đó đường chạy mà không thấy đường luôn nó khói nó như vậy nè nó cây đây là không phải là sương mù nha đây là khói khói nó trở thành vậy đó đây là trên máy bay nhìn xuống ở bên LA đó, từ trên nhìn xuống nó như vậy đó, nó tối thui dưới And đất smoke, đó. Like Cả luôn ở bên uh, uh, Los Angeles, dọc ở ngay bãi biển này kia đó, khối đầy hết nhìn không còn thấy gì nữa. Hiện tại ngày hôm nay thì họ báo cho biết là có 100 chỗ cháy khác nhau và 10 tiểu bang uh, khác nhau đang bị cháy.